dịch bệnh. Tính đến thời điểm hiện tại, cả thế giới ghi nhận hơn 160.000 ca tử vong do Covid-19. Siêu bão Man Khu đổ bộ. Biến đổi khí hậu. Cái hình lớn nhất từ trước đến nay xảy ra trên dãy núi Hà Tĩnh, tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang phải đối mặt với tình hình hạn hán và ô nhiễm môi trường. Cũng có thể dễ dàng nhận thấy dấu hiệu của sự ô nhiễm môi trường biển và đại dương. Tình trạng ùn tắc giao thông, việc mất cân đối về cơ cấu sử dụng đất, bất cập trong công tác cấp phép quy hoạch dẫn tới vượt ngưỡng chịu tải của hạ tầng giao thông và hệ lụy hàng ngày những cư dân đô thị phải gánh chịu là các vấn đề nhức nhối của thế giới. Điều đó thôi thúc chúng tôi thay đổi. Chúng tôi quan sát, suy nghĩ mọi vấn đề, dùng khối óc, sự tưởng tượng, trải nghiệm, thu thập, tổng hợp, phân tích các thông tin, hình ảnh, hoạt động trong cuộc sống thực. Chúng tôi dùng trí óc khoa học để có các đề xuất nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Ngành quy hoạch vùng và đô thị tại trường đại học Tôn Đức Thắng biến chúng tôi thành những kỹ sư quy hoạch hàng đầu. Bạn phân tích, tổng hợp, bạn có gu thẩm mỹ, bạn muốn đóng góp sức lực để cuộc sống tốt hơn. Quy hoạch TDTU giúp bạn làm điều đó, biến ý tưởng thành thực tế. Bạn phân tích, đánh giá, tích hợp các thiết kế, đề xuất các giải pháp để giải quyết những vấn đề thực tiễn của xã hội, tạo lập các không gian sống hoàn chỉnh, tốt hơn, chất lượng hơn và hài hòa các hình thái kiến trúc trong đô thị. Tại đây, chúng tôi giúp các bạn kết nối với thế giới thông qua các bài giảng, đồ án, seminars, tham gia các dự án và nghiên cứu thực tế, các chương trình trải nghiệm ở trong và ngoài nước. Chúng tôi mở ra con đường lớn để các bạn từng ngày biến chuyển trở thành công dân toàn cầu. Quy hoạch cho cuộc sống, quy hoạch bằng đam mê. Hãy đến với đại gia đình quy hoạch TDTU, IURB chúng tôi.